9 giờ sẽ bắt đầu xuất phát nên là bọn mình dậy từ 7 giờ để ăn sáng. Và dĩ nhiên không gì ấm bụng hơn là bắp phở gà cả. Ăn no nê rồi thì sẽ gọi xe taxi và cùng nhau tiến ra ga Hà Nội. Nhà mình thì rất là đông trẻ con nên là mỗi lần đi chơi thì đều đi với cả một hội lớn như đây này. Và với việc mỗi người đều mang một chiếc vali riêng thì cái tình trạng mà nhiều hành lý thế này là một cái điều khá là quen thuộc. Chuyến tàu đi Hải Phòng thì sẽ xuất phát vào lúc 9 giờ 17 phút. Thật ra thì mình thích đi xe limousine, còn em gái mình thì thích đi tàu. Và đại dạo này thì cũng hot việc đi tàu để đi phút tàu Hải Phòng nữa, nên là nhà mình quyết định đi tàu luôn. Nhưng mà có vấn đề là mình đã quên mất hoàn toàn cái việc là sẽ phải vác hành lý đi lên cầu rồi đi xuống để đến được toa tàu của mình. Nên là với ai mà mang hành lý nặng ấy thì sẽ khá là vất vả đấy. Nhà mình thì đặt loại ghế mềm, có giá là 120.000 một ghế nhá. Và trước khi sử dụng bàn thì nhớ là hãy lấy giấy ướt và lau bàn nha, bởi vì nó khá là không sạch. Đến giờ tàu lắp bánh rồi, Hải Phòng let's go. Hello. Hello. Sau tầm 2 đến 3 tiếng thì cuối cùng bọn mình cũng đã có mặt ở ga Hải Phòng. Trời Hải Phòng thì nắng cũng khá là gắt đó nha. Nhà ngoại mình thì đều ở Hải Phòng ấy, thế nên là hầu như năm nào cũng về. Như là mấy năm trước dịch về ấy, thì mình chưa biết đi xe máy đâu, nên là lần này biết đi xe máy rồi, về thì sẽ đi chơi và đi ăn nhiều hơn. Lúc mà ở trên tàu còn về đến nơi thì bà ngoại mình đã gọi hỏi xem có ăn gì không, nên là khi đến thì đã thấy trên bàn đầy đồ ăn rồi, có bánh cuốn khâu nhục, bánh đa cua. Buổi sáng thì công đoạn bê vali các thứ cũng khá là mệt rồi, nên là ăn xong thì sẽ lăn lên giường ngủ trưa và chuẩn bị đến chiều thì đi khám phá thôi. 2000 years later. Bọn mình vừa ngủ dậy xong. Ôi trời ơi, chết mẹ ơi, điện thoại cuốn té. Hello, bọn mình vừa mới ngủ dậy. Bạn đang có thể buồn cười. Bọn mình vừa mới ngủ dậy và chơi game dậy. Và bây giờ ôi, mình trời, sẽ mình sẽ đi lấy xe để chuẩn bị đi ăn uống các thứ. Lego. Lego. Xin giới thiệu mọi người những chiếc xe đạp mới nguyên mà họ hàng mình mang từ Pháp về. Bằng cái ở đấy thì khi mà mình dắt ra đường ấy thì ai cũng hỏi mua cơ. Cha thấy trông nó vintage quá, trông đẹp thật nhá. Xe đạp Piu gọt hẳn hoi. Đợi ông bơm lốp xe xong là mình đã có thể ra đường rồi. Và ở cái thời điểm đấy thì bọn mình chưa nghĩ rằng là đây sẽ là một quyết định mà sai lầm nhất của mình đâu. Vẫn cứ là thong thả đạp xe đi chơi thôi. Lúc này là tầm 4 rưỡi, trời cũng đã tắt nắng rồi nên là trời cũng mát hơn. Kể ra nếu mà bọn mình chọn đi xe máy ấy, thì sẽ rất là mát đấy, nhưng mà lại quyết đi xe đạp thế nên là vừa mệt mỏi hết hơi lại còn vừa nóng nữa. Nhưng dù sao thì bọn mình cũng đã đến với địa điểm đầu tiên là bánh bèo Cô Mây. Trước khi mà vào ăn thì nhớ phải bảo ban nhau là khóa xe cẩn thận đã. Đi 6 người nên bọn mình gọi 3 suất bánh bèo cùng 16 bát nước chấm. Một suất bánh bèo có giá là 25.000, thêm một bát nước chấm, mỗi bát có giá là 7.000 nhá. Ăn thì mình thấy khá giống bánh giò, khác biệt thì chắc là ở cái bát nước chấm mặn mặn. Ở trong bát nước chấm thì có một cái viên thịt ý, mình khá là thích tại vì nó rất là mềm. Thôi để hơn được. Cẩn thận. Sau khi ăn món mặn xong thì bọn mình nhất định phải đi tìm món tráng miệng mát lạnh. Đoạn này đang giáp bộ để đi tìm chè Thái Hàng Canh nè. Và sau một vài công đoạn thì cuối cùng đã tìm được chè Thái ở số 149 Hàng Canh nha. Chè Thái ở đây thì mình thấy khá đơn giản. Một cốc thì chỉ có nước cốt dừa, sợi xanh và sợi trắng thôi. Nhưng mà ăn nó rất là sảng khoái luôn đấy. Kiểu mát lạnh mà cái phần nước cốt dừa nó không bị ngọt quá. Nói chung là ăn rất là cuốn, bọn mình rất là thích cái món này. Với công sức đạp xe thế thì một cái món mát lạnh như là chè Thái dĩ nhiên là không đủ, nên là bọn mình quyết định đi ra Lương Khánh Thiện để ăn bingsu tiếp, ghé qua Hata.
Và bấm kép ở đấy thì bọn mình ghé đúng vào ngày 18, có nghĩa là tất cả bin su sẽ đồng giá là 45.000. Mặc dù thời gian chờ đợi thì khá là lâu, nhưng bù lại với chất lượng bin su mà mịn mà ngon thế này, cộng thêm nữa là giá khá là rẻ, thì cái công sức bỏ ra chờ đợi khá là xứng đáng. Và mọi người nhất định là phải gọi bin su vị xoài nhá. Bọn mình tranh nhau xâu xé cái bát bin su này luôn, tại vì nó ngon và mát. Bọn mình có thử thêm vị thái xanh, Oreo và trái nâu nữa, nhưng mà vẫn mê nhất là vị xoài. Trong bữa tối thì nhà mình quyết định đi ăn ốc, địa chỉ ở 131 Miếu Hai Xã. Và với một đứa mà ít đi ăn ốc như mình thì đây có lẽ là quán ốc ngon nhất mà mình từng ăn. Điểm sơ qua thì có ốc mút. Cái ốc này thì mình không nhớ tên, nhưng đại loại là cái ốc gầy được ấy, và hàu nướng mỡ hành. Cái nước chấm thì mình ăn thấy cũng khá là ổn, kiểu nó hơi cay nhẹ. Bổ sung thêm một cảnh mẹ mình đang hướng dẫn kỹ năng để gầy ốc. Đấy, đấy. Đấy nha, bác chọc lại này. Đi ra như thế này. Đấy là xuống đây, xuống cái miệng của nó đây này. Chọc ốc. Đấy. Sau khi gầy ốc mỏi tay rồi thì mình quyết định sẽ xử sang con hàu nướng mỡ hành này. Cùng với đó là món sò huyết sò bơ. Trời ơi, nấu ngoài ngậy mà sốt nó thơm, rất là thơm, mình rất là thích. Và cả bát ngao hoa có cái nước dùng cay cay tê tê nữa. Cay thật, nhưng mà đứa nào cũng vừa gầy ốc vừa húp sùng sụp. Lúc đầu nhìn thì cứ nghĩ không no đâu, nhưng mà ăn xong hóa ra là no phết. Bữa này nhà mình có 7 người tán hết 1,1 triệu nhá. No nê thì cả nhà mình đi lượn phố một chút. So awesome. Trước khi mà ngã vào quán cà phê mình đã lưu từ trước rồi, Monochrome ở số 8 Phan Chu Trinh. Quán có một sắc tối giản và có cái vibe đúng kiểu mình thích luôn. Không gian có 2 tầng, bên trong có điều hòa, có một góc nhỏ ngồi ngoài nữa. Đồ uống thì cũng ở mức ổn áp nhá. Mình sẽ để lại hóa đơn ở đây cho người tham khảo nha. Mình thích trà xoài nhất. Và đó chính là ngày đầu tiên ở Hải Phòng của bọn mình. Let's go. Hello. Như mọi người thấy đấy, mình đã nói trước khi mà camera kịp ghi lại, hơi lỡ một chút, nhưng mà ngày thứ hai bọn mình chính thức bắt đầu. Please enjoy. Day 2. Hey. Và mọi người biết bắt đầu bằng cái gì không? Bằng việc đạp xe đạp đi cà phê đó. Tiệm này có tên là Buta, cơ sở ở Trần Phú. Không gian thì rất là bé nhỏ thôi. Năm ngoái đi thì bị đông quá nên là mình không vào được. Nên là năm nay nhất định phải phục thù bằng cách đi bằng sáng sớm. May mà bọn mình đi từ lúc mà quán vừa mở cửa luôn ấy. Thế nên là cũng chưa bị đông lắm. Và tiện đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người set đồ mà mình yêu thích nhất mỗi khi đi cà phê mà cho thoải mái ấy. Đó là áo phông của nồi hoạt hình, để mà trong trường hợp tình cờ chẳng hạn mình có bắt gặp ánh mắt của nhau thì cũng đừng sốc quá về cái style hơi sụp sạch này của mình. Rất sụp sạch thì đúng hơn. Tán phét thì thế thôi, chứ với những ai mà mê xoài như mình ấy thì đến Buta hay gọi Buta xoài nhá. Công mình gọi thì là size L, bên trên có xoài cùng với lại kem, ở dưới là sinh tố xoài. Và cốc này thì tầm 50.000 thôi, nhưng mà nó khá là to nhá. Ôi, ôi. Mọi người ơi, bọn mình đã đạp xe về mà trời kiểu nắng vãi trưởng ấy. Kiêu vãi. Nhưng mà nắng trời còn gió nhá, chứ không nóng như kiểu ngoài Hà Nội đâu. A few moments later. Đạp xe về trời nắng cũng vất vả đấy, nhưng mà còn gì tuyệt vời hơn khi về đã thấy đồ ăn sáng sẵn trên bàn. Đó là khâu nhục cùng với bánh mì cay Khánh Nạp. Bánh mì quen nướng hơi cháy một chút nhưng mà vẫn ngon nha. Còn đây là bánh đúc tàu Cát Dài, nay đã là phố Hai Bà Trưng. Hello mọi người. Trời đang nắng vãi trưởng, 40 độ. Còn mình đang đi bộ để đi ăn đủ nước. Bọn mình có đi bộ vào chợ Trần Duật để ăn nộm chân gà, nhưng mà đáng tiếc là tiệm đã đóng mất rồi. Và cái nóng của mùa hè đã làm bọn mình ngã vào KFC. Thật sự là tại sao về đây lại ăn KFC vậy? Có bao nhiêu món ngon cơ mà. Nhưng mà hãy thứ lỗi cho mình, tại vì thời tiết khá là nóng. Và ở ngày thứ hai bọn mình đã quyết định đổi từ xe đạp sang xe máy, phóng ra Emo Lê Chân để thử buffet mì ly. Một cốc thì có giá là 20.000 và mình được tùy chọn 3 đến 5 loại topping hay sao ấy. Sau đó thì mình sẽ được chọn tiếp gia vị của ly mì. Và bằng một năng lực thần kỳ đấy thì cả 6 người bọn mình đều chọn cùng một vị là vị tôm yum. Giờ thì mọi công đoạn đã xong, chỉ cần đổ nước nóng vào, trang trí ly mì và thưởng thức thôi. Đánh chén xong thì bọn mình vào siêu thị để mua một ít lẩu Thái và xúc xích, phục vụ cho chuyến đi Hạ Long vào ngày mai. Trước khi về thì cũng ngã qua quầy Oden để ăn thử Oden xem có khác gì so với Yên Mô ở Hà Nội không. Ra về vào lúc 6 giờ chuẩn bị hoàng hôn, bầu trời siêu siêu đẹp. Cùng với đó là đường phố thoáng và mát, đi cực kỳ thích. Và buổi tối ngày thứ ba của mình kết thúc bằng một bát phở bò cùng với một chuyến đi cà phê, ghé qua Joy cà phê ở Hạ Lý. Ấn tượng nhất đối với mình ở Joy là miếng brownie 15.000, nhỏ nhưng có võ. Day 3. Hôm nay là ngày thứ 3. No. No. Đấy, qua cảnh đấy. Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 3.
Đây là Nghi đang... Đúng! Em mua kem chống nắng. Còn đây... Đánh bản quyền bây giờ! Bên này là... Hoa hồng xong. Bên này là ánh hồng phạm. Lửa lên nào. Vậy thức dứa. À, cậu ơi, hạt dương vô duyên vậy. Bye bye đi đấy. Ôi nào, xong một hồi thì bây giờ mình sẽ đi ăn sáng nha. Xin giới thiệu với mọi người quán bún ngăn của bác mình ở trên phố Hai Bà Trưng. Với khẩu vị của mình thì hơi nhạt một chút, nhưng mà cái này với giá 20.000 thì khá là chất lượng nhá. Và trước khi mình đi qua Hạ Long chơi thì bọn mình phải đảm bảo là sẽ đi đủ cái list cà phê đã liệt kê ra ở Hải Phòng rồi. Điểm dừng chân của bọn mình là Mút Cà Phê, nằm ở 319 phố Lê Lợi. Vì chuyến đi này là từ tháng 6 mà đến tận tháng 8 mình mới edit, nên là mình cũng không nhớ là mình gọi gì nữa. Nhưng có một điều mình rất là ấn tượng, đó là ở Mút có một quyển nhật ký được đặt trên bàn. Và quyển nhật ký này đã lưu giữ từng lời nhắn nhủ và từng trang viết của những vị khách từng đến đây. Rất là thú vị, nên là mình cũng để lại một trang. Và mọi người biết gì không, rất là tình cờ khi mà chị quản lý ở Mút đã đọc được trang viết của mình. Sau đó thì nói lời tạm biệt với Hải Phòng, bọn mình sẽ tiếp tục đi qua Hạ Long. Sau một tiếng thì bọn mình cũng đã đến Hạ Long rồi đây. Nhà mình thì thuê một căn hộ ở New Life Tower, nằm trên đường Hoàng Quốc Việt. Căn này thường gồm hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp và một phòng khách. Phòng ngủ mỗi cái giường thôi. Tại vì bọn mình ở 6 đứa nên là sẽ phải giảm cái chăn xuống đất để ngủ. Tại vì thích ngủ chung với nhau. Còn đây là cái gương cho bọn mình để autocay này, xong rồi đồ skincare các thứ. Đó. Thế nên phòng ngủ bọn mình có hai phòng ngủ. Còn ở bên ngoài này thì có một cửa và là chỗ để giặt quần áo. Mẹ dùng trong tầm 1 tiếng nhưng không sao. Bây giờ bọn mình chuẩn bị ăn lẩu. Đó. Và đây là một bữa ăn tương đối ồn ào, điển hình của mình. Bây giờ lại mua là phải rõ. Và lần nào sau khi mà ăn uống bách nhè thì bọn mình luôn có một kéo rất quan trọng, đấy là win the sea, xem ai là người dọn và rửa bát. Rửa bát hả? Rửa bát gì? Ừ, rửa bát là hai thua không? Hai đợt cuối cùng ấy. À không, đợt cuối cùng là lắc hết đồ sạch, đồ còn ăn ấy. Ai hô? Ok. Một, hai, ba. Dừng im, thật sự là vãi trưởng. Đến đây thì mình cũng chỉ muốn nói rằng là mình khá là xui xẻo thôi. 1, 2, 3. Day 4. Good morning, hôm nay ngày thứ tư đi chơi và cũng là ngày thứ hai ở Hạ Long. Thì sáng nay nhà mình định đi công viên nước, thế nên là sẽ phải bôi kem chống nắng đầy đủ, tại vì nắng ở Hạ Long cũng khá là gắt. Thật ra là bây giờ 10 giờ sáng hơi muộn số dự định ban đầu một chút, nhưng mà không sao cả. Bây giờ mình sẽ thay đồ và chuẩn bị đi ra ngoài thôi. Trời nắng cực kỳ gắt luôn và nhà mình gọi xe điện để di chuyển ra săn mua Hạ Long. Ở trên chân không à? Có. Nhưng mà cái chỗ của bạn dài đến đâu đấy cơ á? Có, tiếp theo dài mà. Nhà mình mua vé tại cổng nên giá sẽ là 350.000 một người lớn nhá. Sau đó vào chơi thì mình cũng cất điện thoại vào tủ nên là không quay được gì nhiều. Đến 4 giờ chiều chơi xong thì nhà mình về thẳng Mỹ Xuyên để ăn kem luôn. Và thế là hết ngày thứ hai của mình ở Hạ Long. Hello mọi người, hôm nay ngày thứ ba, bọn mình vừa mới đi xuống thuê xe máy xong. Đây là ba cái xe máy bọn mình thuê. Yeah. Đưa xe ga hết, thuê 120.000 một xe một ngày. Tuy là chơi ở Hạ Long 3 ngày, nhưng mà bọn mình quyết định là chỉ thuê xe ở Hạ Long ngày cuối thôi. Tại vì nhà mình đi cũng khá đông người ấy. Ngày cuối thuê thì cũng chỉ để cho những cái đứa nhỏ nhóc bọn mình đi sân bãi cháy để ăn những món ở đây thôi. Và trong chuyến đi Hạ Long năm nào cũng vậy, nhất định sẽ có một hôm vào buổi sáng nhà mình qua bãi cháy để ăn bánh cuốn chả mực. Ngoài việc ăn kèm với chả mực thì cái vỏ bánh cuốn ở đây cũng khá là khác so với Hà Nội. Cái vỏ ở đây thì nó sẽ dai hơn. Bọn mình thì thực ra ăn khỏe nên là 60-70.000 là ăn no rồi. Tuy là no căng bụng nhưng mà bọn mình vẫn phát sát đi bộ về Vincom để lấy xe. Vì đi du lịch mà, cho nên là an toàn thì gửi xe. Và sau đó phóng ra Highland để làm một cốc nước cho mát.
Rồi đúng 12 giờ trưa phóng xe về chung cư để ăn bữa lẩu cuối cùng ở đây. Hải sản của bữa lần này thì vẫn là do mẹ và bác mình đi chợ từ sáng sớm, chỉ khác là đi chợ cái ra mà Hạ Long thôi. Đến tối ra biển chơi lần cuối để sáng sau thu xếp đồ đạc và sẵn sàng đi về thôi. Thật ra là nhà mình quay về lại Hải Phòng, nhưng mà vít mình cũng chỉ quay mỗi thế thôi. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến đây nha. Hẹn gặp cả nhà ở vít sau.